Thưa quý vị và các bạn, EU là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, thương mại, hợp tác phát triển và hợp tác để giải quyết các vấn đề toàn cầu. Mối quan hệ này đang đạt độ chín và hướng lên tầm cao mới theo hướng thực chất và hiệu quả. Việc ký kết chính thức Hiệp định Khung Đối tác và Hợp tác Toàn diện PCA và khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA là những bước phát triển mạnh mẽ và quan trọng đối với quan hệ Việt Nam-EU. Theo số liệu thống kê của Ủy ban châu Âu, EU là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam, trong đó Việt Nam đạt thặng dư thương mại đối với khối này trong nhiều năm. Quan hệ thương mại song phương đã tăng từ khoảng 5 tỷ đô la Mỹ lên trên 26 tỷ đô la Mỹ trong hơn một thập kỷ qua. Tính đến hết tháng 6 năm 2014, 23 trên 28 nước thành viên EU có đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn đăng ký đạt gần 18,4 tỷ đô la Mỹ. EU và các nước thành viên là nhà tài trợ song phương lớn thứ hai về ODA và là nhà cung cấp viện trợ không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU là một Hiệp định Thương mại Tự do toàn diện, phù hợp với các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và đem lại lợi ích cho cả hai bên. Hiệp định sẽ bao gồm các lĩnh vực như thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, các lĩnh vực khác mà hai bên quan tâm. Khi mà cái hiệp định này được kết thúc và được ký kết thì rõ ràng là cùng với việc thuế được đưa về 0% sau một cái lộ trình nhất định với phần lớn các mặt hàng mà hai bên quan tâm thì cái cơ hội để chúng ta tăng xuất khẩu và từ đó thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt là từ EU là rất là lớn. Và Việt Nam và EU là hai thị trường có cái nền kinh tế tương đối mang tính chất bổ trợ cho nhau. Góc độ là một cái hiệp định với chất lượng cao thì hiệp định này chắc chắn sẽ đem lại cái cơ hội rất là lớn cho chúng ta. Sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU được ký kết, xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ tăng từ 30 đến 40% và xuất khẩu của EU sang Việt Nam sẽ tăng từ 20 đến 25%. Như vậy, sau Singapore và Malaysia, Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á thứ ba đàm phán tiến tới ký kết một thỏa thuận thương mại tự do đối với Liên minh châu Âu-EU, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Tầm ảnh hưởng của FTA rất là quan trọng cho cả Liên minh châu Âu, cho nước Ý nói riêng và cho Việt Nam nữa. Cho nên đây là một trong những cái đàm phán rất là quan trọng mà chúng tôi đang tiến hành. Chúng tôi cũng sẽ gặp những cái cản trở nhất định và theo chúng tôi thì chúng ta sẽ phải tiến từng bước một từ từ để đạt được cái mục đích mà chúng ta mong muốn. Thị trường của Liên minh châu Âu cũng là một thị trường đã trở thành thị trường rất là quan trọng với nền kinh tế của Việt Nam. Và tôi chắc chắn là khi chúng ta đạt được thỏa thuận của FTA thì lúc đó các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có rất nhiều cơ hội và có tiềm năng để có thể phát triển về kinh tế của mình nhiều hơn nữa. Theo nhận định của các chuyên gia của Bộ Công Thương, EU hiện nay là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam, một thị trường phát triển ở trình độ cao, nên các hệ thống kiểm soát về quy chuẩn và tiêu chuẩn hàng hóa tại thị trường này là rất phức tạp. Hiện chỉ có khoảng 42% mặt hàng của Việt Nam được hưởng quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập GSP. Tuy nhiên, nếu ký thành công FTA với EU thì sẽ có ít nhất 90% mặt hàng Việt Nam được hưởng mức thuế 0%. Do vậy, ngay từ bây giờ, doanh nghiệp Việt Nam cần phải tận dụng mọi cơ hội nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật, hướng tới mở rộng các cơ hội thâm nhập vào thị trường này. Cụ thể, phải chủ động cập nhật thông tin về quá trình đàm phán FTA, các quy định về xuất xứ hàng hóa để được hưởng ưu đãi, xây dựng kế hoạch để có thể tham gia chuỗi cung ứng trong khu vực, đồng thời nắm vững các tiêu chuẩn kỹ thuật, thói quen tiêu dùng của thị trường này để đảm bảo khi kết thúc đàm phán, doanh nghiệp có thể tận dụng tối đa các cơ hội xuất khẩu. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của các nhà lãnh đạo ở Liên minh châu Âu và Việt Nam thì cả hai đoàn đàm phán Việt Nam và Liên minh châu Âu đang tích cực tổ chức các phiên đàm phán để hiện thực hóa việc kết thúc đàm phán trong một vài tháng tới. Hiện nay chúng tôi đang có một đoàn đàm phán nhỏ sang Liên minh châu Âu để tiến hành đàm phán ở Liên minh châu Âu. Và trong thời gian tới đây cũng sẽ có thêm các phiên đàm phán nhóm nhỏ cũng như các phiên đàm phán chính thức để cố gắng làm sao có thể thực hiện được ý kiến chỉ đạo của các nhà lãnh đạo là kết thúc đàm phán trong một vài tháng tới. Hiệp định thương mại tự do giữa EU và Việt Nam với vai trò là công cụ chủ chốt để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện, song phương và tăng cường quan hệ thương mại đầu tư tốt đẹp hiện có trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.
EU và Việt Nam mong muốn xây dựng Hiệp định Thương mại Tự do này thành một hiệp định hiện đại, toàn diện và cân bằng để hai bên giải quyết các thách thức hiện nay và trong tương lai, và là một trong nền tảng quan trọng góp phần tăng cường quan hệ thương mại châu Âu và Đông Nam Á.